ngành đường sắt tạm dừng bán vé tàu từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đi ga Tam Kỳ, Quảng Nam kể từ ngày 9 tháng 4. Thông tin từ Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội sau đề nghị của địa phương. Theo đó, ngành đường sắt dừng bán vé mới. Những hành khách đã mua vé đến ga Tam Kỳ trước ngày 9 tháng 4 hoặc lên tàu từ ga này đi đến các địa phương khác vẫn được phục vụ bình thường. Hiện hai chuyến tàu hàng ngày chạy hai chiều Bắc Nam vẫn được duy trì để đảm bảo nhu cầu đi lại cấp thiết của người dân. Trước đó, ngày 6 tháng 4, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã kiến nghị dừng vận chuyển hành khách bằng tàu hỏa từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh này đến ngày 15 tháng 4 nhằm hạn chế sự lây nhiễm COVID-19 ra cộng đồng. Đến nay, tại tỉnh Lạng Sơn đã có 6 trên 12 cặp cửa khẩu thực hiện thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa. Nhưng theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cả sản lượng và giá trị kim ngạch đều giảm mạnh. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là nông sản như là thanh long, mít, dưa hấu, chuối, xoài, nhãn chiếm đến 80%. 3 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng nông sản tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn ước đạt khoảng 250 triệu đô la, giảm hơn 35% so với cùng kỳ. Một số mặt hàng chủ lực xuất khẩu như thanh long, dưa hấu, xoài, nhãn, chôm chôm chỉ đạt khoảng 350.000 tấn, giảm trên 200.000 tấn so với cùng kỳ. Lưu lượng xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn khoảng 1.200 xe một ngày, trong khi trước giai đoạn dịch bệnh, thông thường từ 3.000 cho đến 4.000 xe một ngày.